hôm nay đã xong nhá mọi người nhá. Mình đã hoàn thiện xong chiếc tủ nhá. Đây là tủ hai buồng nha. Đây là gầm bếp nha, gầm bếp rất to và khủng nha, gầm bếp siêu to khổng lồ nha. Hoàn thiện xong chiếc tủ rất đẹp. Nhìn như này rất là cao mọi người. Siêu. Tủ là mà một mình đã hướng dẫn mọi người cắt à. 800 x 1m75 nữa. Và hôm nay mình đã cố gắng hoàn thành. Cho chủ nhà. Kèm theo một cái gầm bếp rất là to. Ok chào mọi người nhá.